Hôm nay sẽ là về dự án Friend Up. Đây là một dự án với nền tảng hợp nhất của bạn bè. Bây giờ chúng tôi đã mở chương trình giám sát trước và dự kiến tạo mã thông báo của chúng tôi nằm ngay ở gần đó. Bạn có thể tham gia vào chương trình pre-sale ở đây hoặc chat trên Telegram hoặc đặt các câu hỏi qua thông tin FAQ này. Hiện nay thì việc đối với thông tin liên hệ bạn bè của blockchain thì chúng tôi đã thực hiện các bước tiếp theo và hiện đang phát triển những thông tin này cho hoạt động phi tập trung lý tưởng của các công nghệ blockchain. Việc báo cáo chính thức của chúng tôi đã được xuất bản và chúng tôi thì đang hoàn tất sự kiện mã thông báo của chúng tôi được lên kế hoạch vào đầu năm 2018. Hiện đang có sẵn thẻ ưu đãi, những người tham gia trước khi bán sẽ nhận được mã thông báo thưởng 20%. Đây là một năm trụ cột của bạn bè. Năm trụ cột của bạn bè: Freedom này, Integration này, Intelligent Empowerment và Prevention. Môi trường hoạt động thì cho Internet, bạn bè là một môi trường hoạt động thống nhất các ứng dụng web và cung cấp cho họ một hệ sinh thái để phát triển mạnh. Bạn bè cung cấp thì giao diện người dùng mạch lạc trên tất cả các thiết bị. Công nghệ mã nguồn mở mạnh mẽ. Bạn bè là một công nghệ dựa trên web miễn phí và nguồn mở cung cấp các giao diện hợp nhất cho các API và giao thức Internet đang nằm trong tay của bạn. Bạn bè sẽ sử dụng máy tính của bạn như thế nào? Thì đúng với nền tảng hợp nhất của bạn bè đã sẵn sàng để sử dụng máy tính ảo. Nó nhằm mục đích là một giải pháp phần mềm lỏng tách rời các ứng dụng khỏi phần cứng cơ bản. Do đó sẽ cung cấp cho mọi người một môi trường kỹ thuật số mà họ có thể truy cập dự ở mọi nơi. Dưới đây đó là cố vấn và người đánh giá: ông Owen Banner, cố vấn blockchain; ông Mark Grew, cố vấn về WEF về blockchain; ông Mikko Teho sẽ phụ trách về phần mềm di động và quản lý trang web. Ở ngoài ra thì vẫn còn khá là nhiều thông tin về ban cố vấn và người đánh giá của dự án. Về triển khai toàn cầu đơn giản thì bạn bè sẽ là một nền tảng mạnh mẽ cho các nhà phát triển. Nó kết nối các công ty về công nghệ này, triển khai trên chúng trên Internet và làm giảm chi phí phát triển bằng cách cung cấp một khuôn khổ cho người dùng, truy cập và quản lý thông tin. Ngoài ra thì nó cũng cung cấp giao diện người dùng đồ họa với trình quản lý cơ sở hoạt động trên mọi nền tảng có trình duyệt web. Ở đây thì các nhà phát triển có thể điều chỉnh môi trường của họ và quản lý tài nguyên đám mây của họ. Về dưới đây là một vài thông tin nổi chính thức của các giáo sư. Giáo sư Penka đã có nêu nền tảng chứng thực đầu tiên cho phần mềm lỏng. Một trong những nhà đầu tư của chúng tôi đã nhận định mỗi lần một công ty đi kèm với chuyên môn là tầm nhìn để biến đổi một ngành công nghiệp, bạn bè có thể làm điều đó, tức là Friend Up có thể làm điều đó. Đối với môi trường Internet phi tập trung thì Internet sẽ được phân cấp, người dùng có thể kết nối trực tiếp với nhau và sử dụng các thiết bị được kết nối ở cạnh để cấp nguồn cho trải nghiệm của họ. Các bộ nhớ case nhỏ của máy chủ siêu nhỏ và phục vụ dữ liệu, các dịch vụ chuyển tiếp và sự kiện đầu vào ứng dụng, đó là một mô hình mới và Friend Up sẽ đưa nó đến với cấp độ mới bằng cách sử dụng nó để cấp nguồn cho Workspace và máy tính của bạn. Dưới đây là một vài thông tin dữ liệu về chương trình cập nhật, là bản cập nhật của Friend Up tuần thứ 5. Thông tin về nhà kỹ thuật số của bạn. Bạn bè sẽ là ngôi nhà của bạn. Nó cho phép bạn dễ dàng và an toàn truy cập vào tất cả các dữ liệu, ứng dụng và dịch vụ của bạn mọi nơi, mọi lúc trên bất kỳ thiết bị nào. Bạn bè Friend Up sẽ là một máy tính xã hội cho phép bạn có thể dễ dàng tương tác với bạn bè và đồng nghiệp trên khắp thế giới. Với công nghệ được blockchain sẽ đảm bảo các dịch vụ phi tập trung khác sẽ cho phép bạn lưu trữ tất cả các dữ liệu của mình một cách an toàn trong khi vẫn có thể truy cập dữ liệu từ mọi nơi. Đây là những thông tin về dự án Friend Up. Thì đối với chương trình của pre-sale thì sẽ có những thông báo bạn có thể tham gia pre-sale ở đây. Thông tin về pre-sale thì vẫn chưa có cụ thể, chính vì thế thì chúng ta chỉ có thể đăng ký thông tin để nhận được những thông báo mới nhất qua email của dự án này.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thì hiện nay thì thông tin về dự án này thì mình đã trao đổi khá là chi tiết rồi. Nếu như các bạn vẫn còn thắc mắc gì thì có thể đặt thêm câu hỏi, có thể trao đổi với các bạn. Còn về phần mã thông báo Flame Up sẽ như sau. Thì mã thông báo Flame Up sẽ viết tắt rồi là FRND. Thì thông tin này thì sẽ có, mã thông báo này thì hiện nay vẫn chưa có thông tin chi tiết về số lượng cũng như là bạn huy động vốn từ cộng đồng như thế nào. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn.